Chào mừng quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đạo Công Giáo. Tin tức mới nhất hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2020, Tổng Giám Mục Bùi Chu thông báo về thành lễ đa minh quan thầy của giáo phận. Bùi Chu ngày 2 tháng 8 năm 2020 thông báo về lễ tra thánh đa minh quan thầy giáo phận. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, quý chức ban ngành hàng giáo và toàn thể anh chị em giáo dân giáo phận Bùi Chu. Như chúng ta đã biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 tái phát tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số nơi trên đất nước có những biến chuyển nhanh và phức tạp. Trước tình hình đó, để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe cá nhân và cộng đồng, chúng tôi xin thông báo một số quy định liên quan tới lễ tra thánh đa minh quan thầy đệ nhị của giáo phận. 1. Nhà thờ chính tòa Bùi Chu đã được hạ giải, nên năm nay lễ tra thánh đa minh quan thầy sẽ được tổ chức tại quảng trường nhà thờ chính tòa phía sau lễ đài cũ. 2. Tất cả những người tới mừng lễ quan thầy giáo phận từ chiều hôm trước, thứ 6, ngày 7 tháng 8 năm 2020 phải có ý thức phòng chống dịch bệnh theo như quy định chung của Bộ Y tế và các tổ chức xã hội. Cụ thể, những người đã đến Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 tới nay được đề nghị ở nhà, không đi tham dự mừng lễ quan thầy. Những người có biểu hiện đau họng, ho, sốt cũng được đề nghị không đi tham dự mừng lễ quan thầy. Phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, nhất là khi tập trung tham dự các thánh lễ tại quảng trường nhà thờ chính tòa. Trước khi vào quảng trường tham dự các thánh lễ, phải sử dụng dung dịch sát khuẩn tay được đặt tại các lối vào quảng trường. Tuy nhiên, để tránh ách tắc giao thông khi thực hiện việc sát khuẩn, tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị lọ sát khuẩn cá nhân cho mình và cho nhóm của mình. 3. Mặc dù việc mừng lễ tra thánh đa minh quan thầy được tổ chức hàng năm, thế nhưng mọi người phải luôn ý thức chấp hành luật lệ giao thông, đề phòng trộm cắp, đề phòng cháy nổ và giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường. Những ai ở nhà không đi tham dự được có thể theo dõi thánh lễ trực tuyến trên trang mạng giáo phận tại địa chỉ www.giaophanbuichu.org. Nguyện xin Thiên Chúa qua sự truyền cầu của Đức Mẹ Maria và Cha Thánh Đa Minh ban muôn ơn lành cho quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, quý chức ban hành giáo và toàn thể quý ông bà anh chị em. Thay mặt ban tổ chức, Cha Giuse Nguyễn Đức Giang, Ninh Mục Tổng Đại Diện đã ký, tác giả bài viết, Văn phòng Tổng Giám Mục Bùi Chu. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu có thông tin gì thêm về lễ tra thánh đa minh quan thầy giáo phận, con sẽ gửi tới quý anh chị và các bạn một cách sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.